phục sức cái bát rồi, giờ phải gỡ cái can ra đang chấm lại các bạn. Ngày hẹn qua kêu lại mua đồ á, nhé lại cái gì bị xúc số đổ vô luôn, xúc cái bát luôn. Giờ đang chạy máy đèn lên đang hàng lại. Nãy giờ thì cũng hàng cái dép xong rồi các bạn. Đây nó bị xích ngay chỗ này đây. Đây nó bị xích cái chỗ này, nó bị xét chỗ này, nó dở lên các bạn. Lấy một cái cây với một cái cùi xong. Lấy cái cùi xong mình cặp vô đây ha. Nãy giờ mình mở ra, mở can ra và mình gắn vô. Như lại mình hàng nó cũng cứng rồi các bạn. Xong rồi, giờ mình chạy qua bên kia mình đậu rồi các bạn. Tại qua bên bãi ship mình đậu. Tại qua cái kẻ bên đó là qua bên bãi ship á. Rồi cái đường này là cấp treo. Đây mấy cái lồng cấp treo. Chiếc ghe đang chạy ra. Đây qua cái mũi này các bạn. Có chiếc ghe ốc mang dòng cái bè qua bên bển đang tránh sóng. Còn mép trong này là cảng An Thới. Xa xa nó cũng có mấy anh em ủi trái cơm đậu gần đó bạn. Ba chiếc, còn buộc lái. Có một chiếc ghe trước cào cánh nè. Ghe quá bự luôn. Có chiếc lưới bao trong cảng mới cần cá ra. Cái này lưới bao quá nhiều luôn các bạn. Lưới bao cái này quấn quá trúng luôn. Cái bè nhé.
lợi cái ổng đó. Lại buộc lái vậy vậy? Đây chiếc đò chở quá trời luôn. Đò có dù nữa. Đò có dù nữa, kêu đò dù đó các bạn. Quá trời luôn. Chạy như này vô mánh này 2, 3, 5, 70 ngàn. Vô quần là một lượt dây 10 ngàn các bạn. Thì cái chiếc pha chụp kiểu lưới bao em ạ, kiểu lưới bao sửa là pha chụp ha, có cái bè bình hồng kiểu là kiểu lưới bao về còn quá mới luôn, dàn đèn dữ dằn luôn. Thì chiếc đò này lôi một hồi thì cái bè này lôi một hồi thì cũng tới đây các bạn, gần như tới trong phải rồi.